Lắng nghe chủ động là làm mình thể hiện được cái sự phản hồi hợp lý cho khách hàng biết, chứ không phải là mình chỉ nghe rồi để qua. Tức là khi mà nghe phải note lại thông tin là quan trọng, là cần thiết khi mà giao tiếp với khách hàng. Xong sau đó từ những thông tin đó mình sẽ đặt câu hỏi tại sao, như thế nào, làm cách nào để đạt được kết quả chẳng hạn như vậy. Mình đặt cho mình và mình đặt cho khách hàng đó, để cùng giải quyết vấn đề, để cùng khám phá coi mình sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Rồi tiếp theo là gọi là reflection, tức là sẽ xác nhận lại thông tin. Cái việc chúng ta hỏi xong, chúng ta đã có hỏi xong thì qua những thông tin nãy giờ chúng ta thu thập được, thì cái bước tiếp theo là reflection hay là summarizing đó. Nó sẽ là cái bước mình xác nhận lại một lần nữa những cái thông tin đó từ khách hàng. Tức là à bây giờ nhắc lại, giống như mình lặp lại cái lời của ta, à anh chị đi làm giờ này mình có thể tập được bao nhiêu buổi một tuần như vậy, thì nó đối với cái mục tiêu mình như vậy mà nó có phù hợp hay không. Nó tổng hợp lại, một phần là tổng hợp lại đó. Khi mà mình xác nhận một lần như vậy thì cũng là lúc mình đang summarize lại hết mọi thứ lại một lần cuối trước khi mình đi qua mình thiết kế chương trình, hay là mình nói với họ là mình với họ sẽ tập như thế nào chẳng hạn vậy đó. Rồi sau khi tổng hợp thông tin xong thì mình mới đến, từ những cái thông tin đó mình sẽ đi đến thiết lập chương trình tập. Tức là chương trình tập gồm mục tiêu, rồi sẽ có buổi đánh giá hay gì đó cho họ biết hành trình của họ sẽ như thế nào. Cái người tập cần biết được cái hành trình cải thiện tiến bộ của họ như thế nào, và họ sẽ trải qua những bước như thế nào đó cho nó phù hợp. Rồi cuối cùng của cái quá trình này mình tóm gọn lại, tức là cho họ biết họ là ai, kiểu who they are, tức là họ mức độ level business như thế nào, với thời gian như thế nào, xác nhận lại một lần nữa bao nhiêu cái sự đầu tư họ có thể bỏ ra cho cái việc tập luyện. Rồi từ những cái thứ đó họ sẽ đi được đến đâu so với kết quả của họ, hoặc là tốn bao nhiêu thời gian để đạt được kết quả. Rồi trong quá trình đó, trong quá trình mình làm việc với họ, có một cái gọi là xin phép, ở đây người ta dùng là asking for permission, tức là họ trả tiền cho mình để họ có những cái thông tin cần thiết để cải thiện cái fitness level của họ, như ăn uống, như là tập luyện, như sau đó. Mà ở đây người ta khuyên là nên hỏi họ trước khi mà mình đưa ra lời khuyên, giống như là đôi khi họ không cần những cái lời khuyên đó, nhưng mà đôi khi mình nghĩ là cần thì mình nên, tốt hơn là mình có một cái bước hỏi họ là à như vậy có ok không, giống như là à, anh chị tập như vậy nó có thể giống như là thay vì tập sáng sớm thì anh chị hay tập buổi chiều hay không chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình đặt một câu hỏi trước khi hỏi một cái gì đó nữa, hoặc là đưa ra lời khuyên giống như là anh chị có cần mình gợi ý một số về các bài tập hạn chế chấn thương, hoặc là gợi ý về ăn uống sao cho nó hợp lý hay không. Có thể người ta biết cách ăn uống rồi mà người ta do công việc người ta vẫn chưa theo được, hoặc là gợi ý thử xem là họ có cần những cái gợi ý về sắp xếp thời gian tập như nào hay không. Rồi đó, nhưng ở đây người ta có lưu ý một số cái gạch đầu dòng. Một số gạch đầu dòng ở đây là gì? Đầu tiên là tránh áp đặt cái thông tin của cái quan điểm của mình lên khách hàng đó. Tại vì khi mình áp đặt vậy dễ khiến họ phản kháng lại với cái việc đó. Giống như họ vô mình thấy họ thừa cân, cái mình cứ đâu đó mình muốn giảm cân cho họ, nhưng mà họ chưa cần, họ đang muốn tập cho mạnh, tập cho cải thiện sức khỏe trước. À mình phải có cái bước hỏi họ trước đó, giống như cũng phải xác định mục tiêu trước khi là mình quyết định gì đó. Còn hay ngược lại, bây giờ họ người ta không muốn giảm cân, ví dụ nữ đi, họ muốn giảm cân mà mình biết là tập thì phải cải thiện sức mạnh, thể hiện này kia, tập thêm cardio tất cả mọi thứ để cho nó giảm cân tốt hơn đó, thì và mình muốn họ tăng cơ chẳng hạn để giúp cho quá trình giảm cân. Nhưng lúc này họ không có care vấn đề họ tăng cơ, họ chỉ muốn giảm cân càng nhanh càng tốt, đơn giản chốt vậy đó thôi đó. Nên
đôi khi họ sẽ chú ý ở chuyện là họ giảm bao nhiêu cân nặng, họ đồng ý cái chuyện họ mất cơ nên họ có thể ăn uống nó hướng về hướng kiểu hâm hụt calo nhiều hơn chẳng hạn vậy đó, rất là phổ biến nên tùy xem khách hàng có nhu cầu hay không rồi mình mới đưa ra lời khuyên. Rồi mình có thể dẫn chứng cái việc đó bằng cách giới thiệu cho nói cho họ biết là trước đây mình cũng có gặp những trường hợp giống vậy, họ không biết họ có muốn nghe về những trường hợp giống như vậy hay không chẳng hạn vậy, tại vì mình không muốn so sánh họ với người khác nhưng mà nên mình phải hỏi xem họ có muốn nghe qua những cái người mà mình từng training trước hay không. Ví dụ cũng có người từ ốm ốm ơi là ốm này kia tập lên yếu, hoặc là tập từ yếu trở lên mạnh hơn, hoặc là mấy người thừa cân nhiều chẳng hạn và giảm cân xuống, thật ra mục đích là để cho họ thấy được là có một ai đó giống họ để họ đỡ mặc cảm về cái fitness của họ và từ đó họ có động lực tập hơn. Rồi họ có thể có quyền không đồng ý hoặc bỏ qua lời khuyên của chúng ta, nó thường xảy ra thôi. Rồi chúng ta có thể cung cấp một số cái lựa chọn, thay vì chúng ta áp đặt suy nghĩ thì chúng ta sẽ đưa cho họ nhiều option khác nhau. Để đạt được mục tiêu như thế này, muốn giảm cân thế này mình sẽ có nhiều cách, ví dụ ăn ít lại, hoặc ví dụ tập nhiều hơn nhưng mà ăn bình thường, nhưng mà từ từ kết quả đến chậm hơn, hay tốt nhất là kết hợp vừa ăn vừa tập cho mau có kết quả. Thì mình đưa ra nhiều cái option khác nhau thì lúc này họ sẽ chọn cái nào họ cảm thấy họ ok, giờ tôi thích ăn nhưng mà tôi không ngại tập vậy tôi sẽ thể đi tập trung vào việc tập nhiều hơn, đừng bắt tôi ăn quá kỹ chẳng hạn như vậy, hay là ngược lại giờ tôi tập không nổi nhưng mà tôi ăn kiêng được, ăn kiêng kiểu gì tôi ăn cũng được đó, từng trải qua nhiều quá trình ăn kiêng nhưng mà đừng bắt tôi tập nhiều chẳng hạn vậy đó. Thì mình phải coi coi đưa những option như vậy rồi từ đó mình mới fit lại từ từ cho nó phù hợp. Thật ra cái người mà nutritionist á, cái người chuyên gia dinh dưỡng á, họ cũng giống như người PT này. Họ không phải cứ viết cái hộp một cái thực đơn ra rồi họ kêu ăn theo này đi nó sẽ có kết quả, mà mình từng làm với người nutritionist á, thì mình hỏi làm sao để có thể thiết kế một chương trình thức ăn uống cho nó hợp lý á. Thì cái chị này chỉ sẽ lấy nhật ký ăn uống, tức là trong vòng 1-2 tuần chị sẽ coi coi cái người khách hàng đó ăn như thế nào đó, chị sẽ note lại dựa trên thói quen ăn uống của họ, vì họ đang rất thoải mái với việc họ ăn như vậy, không thể đột ngột đổi một cái một và họ phải follow với mình. Rồi từ cái việc ăn uống như vậy chị sẽ lọc ra cái nào không tốt cái nào tốt, rồi sẽ chỉ cho khách hàng cách đọc những cái chỉ số dinh dưỡng hoặc là vai trò của thức ăn như thế nào đối với cơ thể, rồi từ những cái thói quen của họ như vậy và mình mới tính toán calo trên đó, rồi cảm thấy nào không cần thiết mình bớt ra và bổ sung những cái nào cần thiết tốt cho sức khỏe vô đó. Thì cũng giống như PT thôi, cũng giống như PT là coi tình trạng khách hàng như thế nào, khả năng tập luyện thế nào, thời gian thế nào, rồi mình mới dựa trên cái đó mình thiết kế ra chương trình tập cho phù hợp. Rồi ok, đó là về lời khuyên là nên đưa ra nhiều option để cho khách hàng cảm thấy họ được lựa chọn chứ họ không phải bị ép vô thế là họ bị bắt buộc làm cái gì đó. Đúng không? Rồi rồi đến tiếp theo thì bên cạnh cái việc tập á, bên cạnh cái việc mà bản thân cái người tập họ có ý thức cái việc họ tập và những cái tác động trên cái cá nhân họ, thì cái môi trường cũng như là cái quan hệ bạn bè, cái cộng đồng xung quanh họ cũng là một cái tác nhân có thể tác động vào cái việc họ tập luyện. Rồi vậy đầu tiên thì tác nhân xã hội đầu tiên ở đây chúng ta gọi là tác nhân xã hội đầu tiên, thì các bạn thử nghĩ đó là gì, các bạn ai có thể tác động đến cái chuyện mình tập hay không tập theo bạn bè, rồi ai nữa, Gia đình, gia đình, ok rồi ai nữa, đồng nghiệp, đồng nghiệp, đúng rồi, gì nữa không? Đúng rồi đó, ba cái. Mình còn ai nữa? Mình còn sếp nè, mình còn người PT đó nữa nè, rồi mình còn
những cái người, kể cả những người nhân viên ở trong cái phòng tập đó nữa. À, có bao giờ các bạn thấy mấy chị thích đi tập vì thích đến tập xong ngồi tám với mấy bạn lễ tân ngoài phòng tập không? Cái đó khá phổ biến. Rồi hoặc là bản thân đi tập vì thích à, lên nói chuyện với PT, tại PT nói chuyện tâm lý quá chẳng hạn đó, không cần, giống như là họ không, có một số cái này họ không quá chú trọng vào việc họ họ tập có kết quả, tức là phải có nhưng mà không cần quá nhanh, mà họ giống như cần một nơi đến để xả stress, có người chia sẻ, vì giống như công việc họ liên tục bận quá, bây giờ họ ở nhà, ví dụ ở mình hoặc là ở nhà không ai chia sẻ được, thì họ đến một cái nơi họ vừa tập luyện cải thiện sức khỏe, vừa một nơi nói chuyện. Nhưng mà thì ở đó, mình thấy hầu hết các bạn PT làm tốt chuyện này, giống như là nói chuyện với khách hàng, tại vì thay vì thời gian họ giống như cho họ đi bộ không, thì mình có thể đứng mình nói chuyện, hoặc mình tìm hiểu rồi giao tiếp với họ để tạo xây dựng cái relationship, xây dựng mối quan hệ với khách hàng đó. Nhưng mà cũng phải giới hạn, không phải chỉ có nói cái chuyện đó không, mình còn phải nói thêm những cái chuyện về nên tập như thế nào này kia nọ. Bên cạnh cái soft skill thì mình phải có thêm kỹ năng chuyên môn nữa, chẳng hạn vậy, nói những cái thứ liên quan đến học tập rồi nên sắp xếp thời gian sau đó. Rồi đầu tiên là về gia đình, về gia đình có cái gì cũng có hai mặt, gia đình là một cái động lực để thúc đẩy đi tập, nhưng đôi khi gia đình cũng là một cái rào cản khiến họ không muốn đi tập. À, khi gia đình kiểu ví dụ mấy bạn nhỏ, ví dụ hồi xưa mình đi tập thì chưa đi làm, chưa có tiền tập thì ở nhà phải xin tiền nhà đi tập đó, ở nhà cho tiền đi tập, thì đó là nhờ khả năng tài chính ở nhà giúp đỡ đi tập. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có người trong gia đình nói việc tập này không cần thiết, tập chi làm gì, ra ngoài đi bộ chạy bộ được rồi, kiểu vậy, tập tạ làm gì chẳng hạn vậy đó, thì cũng là rào cản. Hay hay mặt khác, ủng hộ quá mức, ví dụ sao, ví dụ như kỳ vọng quá mức, tức là bây giờ thấy đứa con mình mập quá đi kêu đi tập, nhưng mà bắt đầu nói xong bay tập mới có bay tập được tới một tháng rồi mà chưa có giảm cân chẳng hạn vậy đó. Hoặc là bên cạnh việc PT bắt tập rồi về nhà, ở nhà còn bắt ăn theo kiểu này, ăn theo kiểu kia mà theo cái tư tưởng họ nghĩ là đúng, thì lúc này sẽ vô hình gây một cái áp lực lên cái người tập, gây áp lực lên người tập. Và đặc biệt là giữa cha mẹ với con cái hay có cái kiểu là cha mẹ mà nói gì con cái hay phản kháng lại, ví dụ đặc biệt mấy đứa mấy tuổi trẻ mà mới lớn, hoặc là giống như là kiểu mình hơi kỳ vọng quá mức nên khiến họ bị cảm thấy là khi họ chưa đạt được kết quả họ rất là stress về vấn đề đó, nên thay vì vậy chúng ta phải từ từ kiểu cho họ thoải mái, tùy coi cái người khách hàng đó như thế nào, tùy coi người tập luyện nó như thế nào nữa, chứ không thể nào kiểu mình cứ push push không. Rồi bên cạnh đó, ví dụ như người lớn tuổi quá hoặc người nhỏ tuổi quá cũng vậy, ví dụ người già người lớn tuổi đi tập hoặc là trẻ em đi tập, thì lại có cái người thân á, lại có một phần có xu hướng là bảo vệ quá mức chẳng hạn, giống như là thôi tập cái này không được đâu, hoặc là ảnh hưởng chiều cao, ảnh hưởng như sức khỏe này kia nọ đó. Thì ở góc độ PT có lẽ mình cũng phải nói chuyện luôn với cả người nhà người thân của họ chẳng hạn vậy đó. Rồi đôi khi đi tập chung nhau cũng vui, gia đình ví dụ anh chị em đi tập chung với nhau rồi, hoặc là hai vợ chồng đi tập chung với nhau, thì lúc đi tập vui thì không sao, giống như hai người cùng vui vẻ đi tập động viên nhau. Rồi ví dụ giờ hai người có gì đó, cái một người hoặc là một người bận đi làm, một người ở nhà, giờ cái không có người đi tập chung cái lại không muốn đi tập, thì lúc này nó lại là rào cản cái tâm lý không muốn đi tập, hoặc là hai vợ chồng gây gổ cái buồn quá không muốn đi tập, hoặc là giờ chỉ cần một người trong cái nhóm đó không tập thì nguyên nhóm không tập chẳng hạn vậy đó. Khi mà làm ở những cái phòng gym nhiều á, các bạn sẽ thấy có một cái hình thức là đi tập theo nhóm, tức là có nhiều người tập một thời gian cái quen biết nhau, cái họ hay rủ nhau đi tập này kia nọ đó, và nhiều phòng tập còn sẽ ra những cái gói có khuyến mại cho nhóm, nó có mặt lợi và cũng có mặt hại,
mặt lợi là có thể một lúc huy động được, tương tác được với nhiều người, kéo được nhiều người đến tập. Nhưng mà mặt hại là đến khi mà một người chỉ cần đi qua chỗ khác hoặc là một người nghỉ á, thì nguyên nhóm nó nghỉ. Đó. Rồi đồng nghiệp của mình, rồi sếp của mình chẳng hạn, bạn bè của mình, bạn bè rủ đi tập cũng vậy đó, thì đều có thể ảnh hưởng đến cái việc mình có duy trì được cái việc tập hay không. Thật ra không biết ở đây các bạn từng rủ bạn bè đi tập hay chưa, nhưng mà theo mình đó, từng rủ bạn bè đi tập đó. Ví dụ 5 người đi tập chung với nhau thì còn lại chắc khoảng 2 người, tương đối là cũng tương đối, 2 người là còn khá mừng á. Tại vì một phần là do chúng ta học, chúng ta biết mục tiêu mọi người khác nhau, mục tiêu mỗi người khác nhau, thể chất khác nhau, cái phản ứng với cách tập luyện khác nhau luôn, nên họ không có tập chung một cái chương trình giống nhau được, nên nó yêu cầu phải cá nhân hóa. Thì vì cái lý do đó, một số người tập thì họ thấy kết quả hiệu quả, nhưng một số người tập họ không có cải thiện gì nhiều, nên dẫn đến việc họ bị chán. Cái việc tập cũng đâu phải là cái kiểu mà một cái gì đó enjoy, nếu họ chưa có ý thức được thì nó đâu phải một cái enjoy gì để giải trí cuộc sống của họ, nên họ sẽ cảm thấy rất là cực, rất là khổ, rất là này kia nọ đó, nên họ sẽ bị mất dần động lực đi tập. Nên thường tập theo nhóm bắt đầu sẽ có xu hướng gãy dần, gãy dần, gãy dần, trừ khi họ tham gia sẵn vô một cái cộng đồng nào đó, một cái cộng đồng mà thiên về quan tâm về sức khỏe, hoặc là một cái cộng đồng ví dụ chơi thể thao, chơi đá banh, chơi bóng rổ, đó là một nhóm có chung một cái sở thích với nhau chẳng hạn, thì nó mới giúp duy trì được tốt hơn đó. Thì từ đó chúng ta cũng có thể thấy là nếu như khách hàng không có cái mối quan hệ network á, xã hội để tương tác qua lại khi đi tập, thì huấn luyện viên cũng là một người có thể giúp cho họ xây dựng hoặc là kết nối với cái cộng đồng như vậy. Ví dụ như là những người nhân viên ở cái chỗ phòng gym đó, những người nhân viên làm ở phòng gym đó, vô hình chung họ đều có một cái quan tâm về sức khỏe, một cái kiến thức chung, những cái liên quan về cải thiện bề ngoài, muốn đẹp, muốn khỏe, muốn sống khỏe, muốn đẹp, muốn năng động đó, thì họ đó đã có mình có đã có sẵn một cái cộng đồng chung như vậy. Thì ví dụ khách hàng chưa có được cái cộng đồng như vậy, thì chúng ta nên connect họ với nhau, giới thiệu người này người kia, cái chị này mới tập nè, anh chị quen hơn, có gì giúp đỡ vô tập chung, hoặc là có gì thấy không biết tập gì chỉ giùm em, phụ em gì kia đó. Thì ở bên bên chỗ mình làm thì thấy tại vì mô hình mình làm là nhóm tập luyện theo nhóm, nên mà và cố gắng xây dựng cộng đồng, nên người ta rất là quan trọng cái mô hình như vậy, để kết nối người mới với người cũ, để cho người mới không có bị lạc lõng, bị lạ lẫm, được giúp đỡ lẫn nhau khi tập. Nhưng mà thấy hầu hết đa số các phòng gym hiện tại á, vô đa số chỉ làm việc với huấn luyện viên, nói chuyện một vài buổi rồi sau đó họ tự bơi tự tập, hoặc là hên hên thì có làm quen một vài người, thì đó là cái động lực để họ đi tập. Chứ thật ra không có sự liên kết nhiều kiểu như là thành một nhóm. Nếu như chúng ta làm được cái việc đó thì sẽ tạo được cái điểm khác biệt. Huấn luyện viên của mình nếu làm được cái chuyện đó, mình xây dựng được cái cộng đồng, ví dụ lập một cái group ra, nói là hội những người tập gym với Phát chẳng hạn đó, hoặc là hội những người tập gym với Tuấn chẳng hạn đó, hoặc là hội chị em muốn đẹp đó chẳng hạn, như vậy thì lúc này mình có một cái group nhỏ để mình động viên lẫn nhau, mình hẹn giờ đi tập chẳng hạn, hoặc là mình có gì hay này kia mình chia sẻ với nhau. Đó rồi rồi cái gì ta đó giờ có bạn Hiền nè. Bạn Hiền bên yoga mình nghĩ chắc là nó sẽ phổ biến cái việc kiểu connect, tạo cái network nhiều hơn đúng không? Tại vì thường yoga tập mô hình theo lớp mà, đúng không? Thì nó sẽ tương tác tốt hơn. Thì đó là cũng là một cái lợi thế của những cái bộ môn về lớp đó, là mình đã xây dựng được cái cộng đồng. Xây dựng cộng đồng. Rồi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo nói về cái vấn đề tập lớp. Ví dụ
Bây giờ chúng ta xây dựng một cái cộng đồng, xây dựng một cái cộng đồng tập, hoặc là các bạn sau này định hướng đi, có thể sau này sẽ có những cái mô hình mới như là dạy theo lớp, dạy theo nhóm, không chỉ có dạy một một mà lúc này mình dạy một trên hai người, một trên năm người, hoặc dạy đứng nguyên một lớp, thì sẽ có những kỹ năng riêng, kỹ năng riêng để mà dạy được cái lớp đó. Tại vì dạy một người nó sẽ khác với mày dạy một lớp. Dạy một lớp chúng ta phải bao quát được nguyên cái lớp đó, bao quát được nguyên cái lớp đó. Tức là cái mô hình lớp á, tại sao người ta muốn tập lớp, theo các bạn, tại sao người ta muốn tập theo nhóm, theo theo tiếng ý lộn theo Thịnh nè, theo Thịnh tại sao người ta muốn tập lớp? Lớp nó vui em, nó vui đúng không? Rồi đúng rồi, nó đông vui đó, cái ưu tiên đầu tiên là đông vui, mà con người chúng ta sẽ làm việc vì cảm xúc nhiều đó. Đông vui khi người ta, và khi vào đó họ sẽ có động lực, tức là giờ ai xung quanh mình cũng tập được thì mình phải tập được, chẳng hạn như vậy đó. Nó sẽ tạo cho người tập cái động lực để tập, thì người huấn luyện viên sẽ một phần nào đó ít phải đi chi tiết hơn vào từng cá thể, như là personal training hay là PT ha. Mình sẽ tổng quát, nhưng nói thì nói như vậy, nhưng không phải là tập nhóm mình chỉ bao quát cái nhóm không, mà mình phải linh động, lúc thì nguyên nhóm, lúc thì đi vào từng đối tượng khác nhau. Tại vì sao? Cái ưu điểm của lớp á, là nó vui, nó tạo động lực, nhưng cái nhược điểm của nó là gì? Là nó không cá nhân hóa được, mà bản thân mỗi người đi tập đều muốn thay đổi hình thể, đúng không? Cải thiện sức khỏe, muốn đẹp, đó đơn giản là muốn đẹp, thì họ phải được cá nhân hóa để phù hợp nhất với thể trạng, với cái level của họ. Thì huấn luyện viên nếu mà đứng nhóm, đứng lớp, thì lúc này phải chú ý, bỏ thời gian cho lớp và bỏ thời gian vào từng cá nhân. Ví dụ người này bữa nay các bài tập trong lớp có vẻ nhẹ, thì những cái người mà tập lâu rồi mình có thể tạo độ khó thêm cho họ, kiểu anh chị tập thêm động tác này, kết hợp thêm xíu này nữa đó, hoặc chú ý thêm những cái điểm mà mình còn sai cái này cái này đó, hay là mình có thể tập trung hơn vào những người mới, mời người mới vô không biết gì hết trơn, giờ biết là mọi người đang tập, mình cũng muốn tập, nhưng mà mình tập mình thấy mình nó lạ lạ sao, nó queer, nó rất là lạc lõng giữa cái đám đông chẳng hạn vậy đó. Ai cũng tập được, ai cũng follow theo được cái flow của nhịp tập, mà còn mình ơn mình tập không được, cái nhịp khi mình đứng mình không biết làm gì đó chẳng hạn vậy, thì lúc này mình sẽ tập trung vào một người để mình hướng dẫn nhanh cho họ, hoặc là chú ý những cái gì đó xong rồi, hoặc là có thể hướng dẫn những kỹ thuật sâu hơn trước hoặc là sau buổi tập đó cho họ, để có thể buổi sau họ hòa nhập tốt hơn, đúng không? Thật ra tập nhóm là một cái mô hình khá ok nếu như mà mình vận dụng được. Tại vì sao? Tại vì nó mang lại lợi ích cho cả hai bên, vì khách hàng sẽ được mức giá rẻ hơn, tập luyện vui hơn đó, có động lực hơn. Còn bên PT thì cùng bỏ ra một cái giờ tập đó, cùng một giờ có thể train được nhiều người hơn đó, thì tăng thu nhập. Mặc dù khách hàng trả tiền ít hơn, nhưng PT thì cái người huấn luyện sẽ được tăng thêm thu nhập. Đó là một cách. Còn khi mà chúng ta PT 1-1 thì lúc này khách hàng phải trả giá cao hơn, trả số tiền lớn hơn, và chúng ta trong một giờ chỉ training một người thôi đó, thì nó sẽ có một số cái ưu và nhược điểm hai cái loại hình đó, ưu và nhược điểm khác nhau. Rồi, nhưng mà nói đi thì nói lại, có nhiều người không hẳn là thích tập nhóm, họ lại thích tập mình, họ không thích tập theo đám đông, họ thích tập một mình thôi. Tại vì đôi khi công việc của họ đã phải tiếp xúc quá nhiều người, họ phải gặp người này kia quá nhiều, họ phải nói chuyện quá nhiều trong ngày rồi, thì bây giờ họ muốn đầu tư sức khỏe một chút, thì họ chỉ muốn không khí nó yên tĩnh, không gian yên tĩnh. Rồi có một số người thì họ ưa thích cảm giác là cảm thấy mình đặc biệt hơn khi mà mình được tập một mình chẳng hạn vậy. Đó là lý do tại sao một số trung tâm lớn 3 sao 5 sao nó sẽ có thiết kế những khu vực riêng dành cho khách VIP chẳng hạn đó, khi những khách hàng đó vào đó họ sẽ không phải đụng chạm, va chạm với người khác bên ngoài, họ vô đó họ sẽ cảm thấy họ yên tĩnh hơn, họ đôi khi một phần nào đó họ cảm thấy họ đẳng cấp hơn chẳng hạn đó, họ thích cảm giác như vậy đó, và họ cảm thấy họ thích được xét khe kỹ hơn đó. Thì tùy theo
nhu cầu với lại cái mà sở thích của người khách hàng đó, rồi mình hỗ trợ họ tập cho nó phù hợp theo những cái mô hình khác nhau đó. Có theo nhóm được, có PT được, hoặc chúng ta có thể kết hợp cả hai được, đôi khi cho họ tập nhóm, đôi khi cho họ tập PT để tạo cái gì đó mới mới lạ. PT thì sao? PT nếu mà nói về ưu và nhược điểm, nói thử của PT như thế nào? À, Tuấn nói thử. Theo Tuấn thì ưu và nhược điểm PT so với lớp là như thế nào? Ưu điểm của PT là mình không cần có khả năng đứng lớp. À. Rồi, gì nữa? Lại có thể sắp xếp linh hoạt cái giờ tập hơn, so À. tức là mình có thể deal với khách dễ hơn. À, đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Còn khi mà dạy lớp thì ngược lại. Ừ, vậy lớp ngược lại. Một cái mà PT gặp đôi khi gặp khó khăn nữa đó là tạo động lực. Đôi khi mình cái người PT mà nói nhiều quá, khách hàng nghe sẽ mệt. À, mà bây giờ không nói thì không được. Không nói thì khách hàng lại kiểu không có động lực tập. À, còn cái lớp á, vì cái người hướng dẫn lớp á đã có một cái gọi giống như là hoạt náo viên rồi, là phải người kiểu leader trong đó rồi. Mọi người nhìn vào cái người dạy lớp đều muốn trở thành cái người giáo viên, à đẹp giống vậy, khỏe giống vậy đó, nên yêu cầu người dạy lớp là phải tự tin, rồi phải khỏe, phải linh hoạt, phải hoạt náo được đó, tạo năng lượng cho lớp. Thì ngược lại PT thì chúng ta thường không có tự nhiên đứng hoạt náo một mình hoặc là có hai người mình hoạt náo gì, đúng không? Đó, mình phải nói chuyện kiểu khác để cho nó duy trì được cái cuộc nói chuyện, cái buổi tập nó vui vẻ, nó hiệu quả. Rồi mình phải liên tục đào tạo động lực cho cái người khách hàng của mình đó. Rồi ví dụ bên nhóm á, bên lớp thì chúng ta có thể xây dựng cộng đồng. À, ví dụ cộng đồng những người tập lớp ở ở đây, rồi xong bắt đầu họ chia sẻ kiến thức lẫn nhau cho đến khi tự bản thân cái cộng đồng nó tự có thể tồn tại được. Ví dụ như cái group học của chúng ta chẳng hạn, ban đầu thì mình là người dạy chính chẳng hạn, nhưng sau này các bạn đã học rồi, các bạn tìm hiểu kiến thức này kia, có nhiều cái hay ho hơn, các bạn bắt đầu chia sẻ vô trong group đó đó, thì lúc này các bạn tự tin hơn chia sẻ, thì lúc này cái nhóm tự động nó sôi động hơn, không chỉ có một mình người dạy nói mà lúc này mọi người đều nói, đều chia sẻ kiến, thì cái group đó, cái cộng đồng đó nó tự động nó xây dựng và vững chắc được đó. Hoặc là đơn giản là ví dụ ngoài những giờ tập, cái cộng đồng đó tự động hẹn nhau đi ngoài chơi hoặc là ăn uống với nhau đó để xây dựng quan hệ. À, thì đó là cũng là một cái giúp cho cái người huấn luyện viên rồi. À, những khách hàng đó yêu thích cái kiểu tập này, à, họ muốn xây dựng cộng đồng như vậy, nên mình mới nói là PT biết là cái việc PT á, mình làm việc cá nhân, nhưng mà tại sao chúng ta không thử xây dựng một nhóm những người tập của mình, những người tập của mình để họ chia sẻ, à ví dụ nay tập tốt hơn, chia sẻ video vô để động viên mọi người khác đó, hoặc là bữa nay mình nấu món này healthy, share vô cho mọi người bắt chước theo chẳng hạn vậy, rồi mọi người có thể trao đổi cách nấu như thế nào, hoặc là làm sao sắp xếp thời gian chẳng hạn vậy đó, những cái rất là nhỏ, rất là chi tiết nhỏ như vậy đó. Thì nhưng mà ưu điểm của PT là chúng ta phải cá nhân hóa được cái mục tiêu tập luyện, cái nội dung tập luyện cho khách hàng. À, nên cái việc mang lại kết quả sẽ nhanh hơn so với tập lớp. Nói gì nói khi tập lớp, tại vì mình training một lần nhiều người thì sẽ khó cá nhân hóa, nên dẫn đến việc là cái người tập phải có một cái kiến thức cơ bản để có thể đạt được kết quả. Ừ. Và thứ hai là họ có thể, nếu mà họ không có tự hiểu về cơ thể họ thì cái kết quả họ sẽ khó đạt được hơn so với cái việc họ tập với PT. À, đó. Cái gì cũng có ưu và nhược điểm của nó hết. Rồi thì khi chúng ta biết cái đó, chúng ta cố gắng kết hợp cả hai. Ví dụ đối với lớp, chúng ta cố gắng cá nhân hóa nhiều hơn xíu, thể hiện sự quan tâm nhiều hơn xíu đối với từng cá nhân đó, và ngược lại đối với PT chúng ta thì lại cố gắng xây dựng cộng đồng chẳng hạn vậy, nó sẽ hỗ trợ coi cho công việc chúng ta nhiều. Rồi một có những thứ gì có thể giúp để hỗ trợ cho cái người tập duy trì được cái việc họ đi tập, rồi cái con đường để đạt đến thành công của cái việc tập á, nó không phải là con đường thẳng và bằng phẳng giống như người ta hình dung khi người ta trả tiền cho cái buổi tập. À, một cái ý mà mình hôm giờ mình hay nói á, là người ta đang xem cái dịch vụ
training về sức khỏe, về những cái dịch vụ á, đang họ đang bị đánh đồng với cái việc đây là một cái sản phẩm, tức là họ nghĩ họ sẽ trả tiền thì họ sẽ được đẹp, à họ trả tiền là họ sẽ biết cái này cái kia, à đó chẳng hạn như vậy. Ví dụ như một người đi học tiếng Anh chẳng hạn, à họ nghĩ họ sẽ trả tiền nhiều thì họ sẽ giỏi tiếng Anh, nhưng cái đó nó không đúng cho cái dịch vụ mà nó đúng cho cái sản phẩm thôi. Ví dụ bây giờ tôi trả tiền nhiều thì tôi được cái giỏ đẹp, cái giỏ hàng hàng xịn Gucci hay gì đó, à tôi mua đôi giày mắc tiền Nike thì tôi được cái chất lượng nó xịn, ok, nhưng cái dịch vụ nó khác. Cái dịch vụ, ví dụ dịch vụ sức khỏe mình, họ trả tiền nhưng mà bản thân cái người trả tiền phải tham gia vào cái quá trình đó để họ đạt được kết quả, chứ không phụ thuộc hết vào cái người mà hướng dẫn. Ừ, người hướng dẫn sẽ cố gắng hướng dẫn và đưa cho họ cái những cái gọi là công cụ tốt nhất và con đường hiệu quả nhất để họ đạt kết quả thôi, và tránh vấp phải những cái sai lầm, những cái hiểu lầm trong quá trình tập đó. Nên đây là cũng là một cái chúng ta cũng cần phải làm rõ với khách hàng như vậy, để họ đừng quá kỳ vọng vào cái việc là tôi trả tiền nhiều thì tôi phải được kết quả nhanh chẳng hạn vậy đó, mà chúng ta phải educate lại. Rồi bên cạnh đó thì cái việc về cảm xúc, về cơ sở vật chất, à cảm xúc là sao? Cảm xúc là đôi khi công việc của họ hoặc là trong đời sống hàng ngày nó có những yếu tố tác động lên cái tâm trạng chẳng hạn, khiến bị stress chẳng hạn, thì sẽ khó duy trì việc tập. Thì mà công việc stress hàng ngày thì sao chẳng hạn vậy, thì lúc này huấn luyện viên cũng lúc này có thể không phải quá push họ, không có đặt thêm quá nhiều stress lên, mà lúc này mình có thể hướng dẫn họ một số cách để relax, có thể tập thiền, có thể tập thêm những bộ môn nhẹ hơn kết hợp vô chẳng hạn vậy, hoặc là làm sao để ngủ dễ hơn đó. Cái này mấy bạn có thể tìm hiểu thêm làm sao để dễ đi vào giấc ngủ hơn, và làm sao để giảm stress này kia để hỗ trợ khách hàng những cái yếu tố bên ngoài đó. Rồi bạn đồng hành, ok rồi. À nói về cái tập lớp một xíu nữa, nói về cái tập lớp thì cái người đi đến tập lớp á, họ sẽ ấn tượng đầu tiên với cái người leader, cái người dạy trong lớp đó. Họ muốn được trở thành giống một người, giống người leader đó. Nên và nó phụ thuộc thêm một số yếu tố như là cái lớp đó nó có đông hay không, lớp đó đông hay lớp vắng. Lớp đông á, thì tất nhiên là nó sẽ hơi bị rối, nó hơi bị confused khi mà tập. Lớp vắng á, thì vắng vừa vừa, chứ vắng quá thì họ sẽ kiểu không biết lớp này có hiệu quả hay không, hay là lớp này nó có tập nó có vui hay không, nó lúc này nó motivation, động lực nó không có cao như vậy. Và phụ thuộc vào cái những người trong cái lớp đó, tức là những cái thành viên khác của lớp nữa. Ví dụ như những người, có một số người mới, nguyên một lớp mới, mà có những người mới và những người cũ. Nếu chúng ta chỉ hướng vào những người mới không thì những người cũ theo không kịp. Chỉ hướng vào những người cũ không, người mới theo không kịp. Hoặc là chúng ta cứ theo những người mới thì người cũ sẽ cảm thấy là chán quá. Hay là có những khách hàng mà kiểu thừa cân, béo phì chẳng hạn, tham gia vào những cái lớp đó thì họ đôi khi những cái lần đầu bước vào họ sẽ cảm thấy lạc lõng, cảm thấy là tự ti về cái vóc dáng chẳng hạn. Tại vì tại sao người ta tập được, người ta ốm được hoặc kia nọ mà mình chưa được chẳng hạn vậy, họ đôi khi bị tự ti đó. Thì khi nếu mà chúng ta lead cái lớp như vậy, cái lớp như vậy, chúng ta phải để ý. Có thể đối với những người thừa cân, mình không nên đặt họ ở vị trí đứng hàng đầu của lớp hay là vị trí trung tâm, mà mình nên đặt họ ở phía sau để cho họ bớt tự ti, họ từ từ họ thấy và họ có thể nhìn mọi người xung quanh, họ bắt chước theo và từ từ họ xây dựng cái sự tự tin của họ lên đó. Chứ bây giờ họ nếu đang tự ti về bề ngoài, một người ít nói, một người tự ti, thì mình nếu đặt họ ở một cái vị trí trung tâm vì mình nghĩ là mình muốn quan tâm họ kỹ hơn, cái mình đặt họ ở vị trí trung tâm, biết đâu nó lại phản tác dụng, nó lại làm cho họ càng tự ti hơn, họ không thấy thoải mái khi họ tập luyện đó. À, đôi khi có những cái nó nhỏ nhỏ như vậy mà nó ảnh hưởng đến cái quá trình tập. Rồi không biết các bạn có góp ý gì thêm không trong cái nội dung này. Mình còn khoảng 3 phút cho cái call này, xong mình sẽ đi qua cái phần kế trong cái call tiếp theo. Hello.
có nha, chứ có phí gì hết nha. Ok. Ok. Hai mấy bài cuối thì về kỹ năng mềm nhiều, về những cái nội dung nó không có thiên hướng về training nhiều nên cũng dễ hiểu. Chủ yếu là kỹ năng thôi. Mà thấy nghề nào cũng có mấy này thôi. Ừ. Còn một phần nữa. Rồi, để chắc mình khô lại cái nữa đi để nói cho nó liên tục.